chào các bạn. Nail Shop giới thiệu các bạn một mẫu đèn pha xách tay rất là tiện dụng, có chân đế để xách gọn trên tay. Mẫu này công suất 200W, chiếu sáng, độ sáng rất là tốt, ở không gian chiếu không gian rộng được, chống nước chống bụi. Đặc biệt là sau là trang bị tấm pin năng lượng mặt trời khá là lớn, nên là có thể sạc pin cho đèn rất là thuận tiện dùng năng lượng mặt trời. Nên khi chúng ta đi xa hoặc đi dã ngoại cắm trại dùng đèn này sạc thì rất là thuận tiện. Chân đế của đèn có thể mở ra để xuống đất, mở chúng ta xoáy cái này lại chiếu sáng. Đây, khi ra ánh nắng mặt trời thì trên đèn là sẽ có đèn báo đang sạc pin. Đèn có chế độ sáng, đây là sáng mạnh, sáng trung bình, sáng yếu và sáng nhấp nháy xanh đỏ cảnh báo. Chúng ta có thay đổi bằng nút bấm ở trên đèn này, ở sau thân đèn này. Ngoài ra đèn có chế độ sáng tự động khi vào buổi tối, tức là tự tắt vào buổi sáng. Đây thì có trang bị thêm cổng sạc điện để chúng ta sạc bằng điện thông thường cho đèn khi cần thiết, và cổng sạc dự phòng để dùng sạc pin cho các thiết bị khác, rất là thuận tiện.